cảnh cao, cảnh thấp. Nhưng mà tôi có sở thích và ước muốn riêng. Tôi muốn sống theo cách của mình. Tôi thấy cậu sống trong phúc mà không biết đường hưởng. Ở ngoài kia tầm tuổi cậu, bao nhiêu người phải vật lộn. Họ chỉ cần một cơ hội thôi. Đúng. Ai nhìn vào tôi thì cũng nói là tôi không biết trân trọng, tôi không biết hưởng. Nói tôi là viển vông, mơ mộng hão huyền. Nhưng mà họ đâu biết rằng những thứ đó không phải là của tôi, cũng không do tôi kiếm ra, cũng chẳng phải là thứ mà tôi muốn theo đuổi. Tôi có lý tưởng của mình và tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Đây là kịch bản ạ. Đây, cháu định bài trí như thế này. Ở sân khấu thì cháu để màn chiếu. Cháu cũng đang cho dựng clip về quá trình phát triển rồi hoạt động của công ty từ ngày thành lập đến giờ rồi ạ. Nếu mà cứ được đúng như thế này là tốt đấy. Dạ. Thế bà còn yêu cầu gì đặc biệt không ạ? Ngày mai chính thức bà sẽ tuyên bố Gia An là giám đốc của công ty. Công nhận là chị tài năng thật đấy. Có mỗi mình chị phát hiện ra kịch bản chương trình của tôi có vấn đề, còn lại tất cả mọi người chả hay nhìn thấy gì cả. Chúc mừng cô nhá. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Nhưng mà đích đến của cô là tân giám đốc cơ. Đường còn xa lắm. Cháu làm cái trò gì thế? Biết giờ này là lúc nào không? Đương nhiên là cháu biết. Nào các em, nhanh chân nào. Nào, nhanh lên. Lên nhá, lên đi.